Bảo, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì không thể phủ nhận rằng là huyện Đạ Tẻ của chúng ta đã đạt được rất nhiều những thành tựu đáng kể. Nhưng bên cạnh đó thì chắc chắn vẫn còn rất nhiều những khó khăn đối mặt đang ở phía trước. Ông có suy nghĩ như thế nào? Vâng, xin chào chị Thúy Vi, xin chào quý vị khán giả. Có thể nói qua hơn 10 năm thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì huyện Đạ Tẻ đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Năm 2019 thì huyện Đạ Tẻ được công nhận là đạt huyện xây dựng nông thôn mới. Và có thể nói để tiếp tục thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo, ngoài những cái ưu điểm và những cái kết quả thành tựu đã đạt được trong giai đoạn trước để làm cái nền tảng trong cái thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo của huyện Đạ Tẻ, thì bên cạnh đó cũng còn những cái khó khăn nhất định mà trong giai đoạn tới cần phải có cái giải pháp cắn khe để giải quyết. Một số các cái khó khăn mà huyện Đạ Tẻ sẽ gặp phải trong cái xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2022 đó là: thứ nhất là về cái tư duy kinh tế, cái tư duy mà về cái kinh tế nông nghiệp thì có thể nói là hiện nay chỉ mới chú trọng tăng cái quy mô và cái sản lượng mà chưa được quan tâm chú trọng nhiều đến cái nâng cao chất lượng của sản phẩm, về cái nhận diện, cái nhãn hiệu cũng như về cái xuất xứ và cái thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai là về cái kinh tế hợp tác ở nông thôn, tuy đã có cái bước phát triển, tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn còn những cái hạn chế nhất định trong cái việc tổ chức sản xuất lại hay là liên kết trong cái tiêu thụ sản phẩm. Vấn đề thứ ba đó là về cái kết cấu hạ tầng của nông thôn, thì mặc dù đã được đầu tư mở rộng trong thời gian qua, tuy nhiên sau một thời gian đưa vào sử dụng thì đến nay là đã xuống cấp, cần phải có cái sự đầu tư để nâng cấp và mở rộng để đáp ứng cái yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên có thể nói là về cái nguồn ngân sách, nguồn kinh phí để thực hiện cái nhiệm vụ này thì còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế. Vấn đề thứ tư đó là về cái cảnh quan môi trường. Có thể nói trong thời gian qua thì cảnh quan môi trường của huyện Đạ Tẻ đã có những là sự chuyển biến hết sức mạnh mẽ. Tuy nhiên, cái việc xây dựng cái cảnh quan môi trường chưa được đồng đều ở tất cả các cái khu dân cư, đặc biệt là ở các cái vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện đạt được cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2021-2025 thì huyện Đạ Tẻ cần phải tập trung để giải quyết các cái một số các cái khó khăn sẽ vướng mắc như đã trao đổi ở trên. Năm 2021 thì đã sắp khép lại rồi, và được biết là trong năm 2022 thì huyện Đạ Tẻ đặt mục tiêu là phấn đấu có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Mỹ Đức và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã An Nhơn. Và phóng viên thực hiện chương trình đã có mặt tại xã Mỹ Đức để chuyển đến chúng ta ghi nhận ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau nhiều nỗ lực, năm 2019 xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ đã về đích và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lúc đó những tuyến đường giao thông như thế này đã được đầu tư xây dựng mới, cứng hóa, đáp ứng phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Thế nhưng hiện nay, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn đã xuống cấp, kéo theo đó là nhiều hệ lụy khác. Về cái vấn đề đi lại, thì nếu như ngoài đường trục lộ 725, nếu như giả dụ, cái giá cả nói dụ chăn nuôi con heo, nó là 50.000 trên 1 kg heo hơi, nhưng mà vào trong đường nó xấu quá thì có thể là về cái vấn đề xe cộ đi lại thì nó khó khăn, thì có thể là bà con lại phải bán rẻ đi khoảng độ 2 giá, chỉ còn 48 thôi chẳng hạn. Trong xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, ngoài tiêu chí về hạ tầng giao thông thì tiêu chí về giảm nghèo, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người dân là hết sức quan trọng. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ hộ nghèo ở xã Mỹ Đức theo chuẩn mới là khá cao. Ngoài cây dâu tằm, thu nhập chủ yếu của bà con nơi đây là cây công nghiệp và cây ăn trái. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm vẫn là vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tiêu thụ nông sản sau thu hoạch để tránh tình trạng được mùa, mất giá. Chúng tôi đề xuất là các cấp các ngành là tiếp tục năm 2022 là tiếp tục
là đầu tư hỗ trợ là các cái mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là quan tâm đến đối tượng hộ nghèo và cận nghèo. Rồi cái tiếp theo nữa là cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo được tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội là ngân hàng nông nghiệp để về phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như là chăn nuôi kinh doanh dịch vụ. Năm 2022, huyện Đạ Tẻ chọn Mỹ Đức để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đó thì ngay từ lúc này, hai trong số nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới là đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới đường giao thông và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%. Huyện Đạ Tẻ cần tập trung ưu tiên các nguồn lực để thu hút đầu tư và phát huy nội lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Khó khăn và thách thức để xã Mỹ Đức có thể trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 là không thể tránh khỏi. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ có ý kiến như thế nào sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi? Vâng, thưa chị Thúy Vi, xã Mỹ Đức thì được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2018. Từ khi được công nhận đạt chuẩn thì xã Mỹ Đức tiếp tục là thực hiện các cái giải pháp để nâng cao các cái tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Và có thể nói qua sau cái thời gian vừa qua thì cái nền kinh tế cũng như đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân xã Mỹ Đức đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là cái cảnh quan môi trường đã có những sự chuyển biến mạnh mẽ. Qua cái khảo sát đánh giá năm 2021 thì xã Mỹ Đức đã thực hiện đạt và một số cái tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Và một số tiêu chí nâng cao thì đã tiệm cận với đạt được. Vì vậy cho nên xã Mỹ Đức là đặt mục tiêu sẽ xây dựng đạt cái chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022. Tuy nhiên như phóng sự vừa qua đã nêu thì một số cái công trình hạ tầng và đặc biệt là hệ thống cái trục đường giao thông thôn xóm ở trên địa bàn xã Mỹ Đức thì đã đầu tư bê tông hóa. Tuy nhiên qua thời gian sử dụng từ 5 đến 10 năm đã có một số tuyến đường đoạn tuyến là đã xuống cấp hư hỏng, cần phải có sự đầu tư để nâng cấp, sửa chữa và mở rộng trong cái thời gian tới. Để khi thực hiện cái vấn đề này thì Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức rà soát, lập danh sách các cái tuyến đường, các cái đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp để có cái phương án đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp với các cái tuyến đường này trong thời gian tới. Đối với cái công tác giảm nghèo vào cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo của giai đoạn 2022-2025 thì xã Mỹ Đức còn 31 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ là 1,93%. Trong đó thì có đến 14 hộ nghèo là thuộc hộ nghèo là bảo trợ xã hội. Như vậy là trong thời gian tới để đạt được cái tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao về tiêu chí về hộ nghèo thì xã Mỹ Đức phải phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 1%. Để thực hiện được vấn đề này thì Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Phòng Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức xác định rõ nguyên nhân nghèo của cụ thể của từng hộ nghèo trên địa bàn xã Mỹ Đức. Đối với các hộ nghèo mà cần có sự hỗ trợ để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống thì sẽ có các cái giải pháp để hỗ trợ, để giúp sức cho các hộ nghèo tự lực vươn lên, thoát nghèo. Đối với các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội thì huyện sẽ có các cái giải pháp để vận động các cơ quan tổ chức đoàn thể hỗ trợ để nâng cao mức sống cho các hộ nghèo này. Xin mời các. Còn đối với mục tiêu chúng ta xây dựng xã An Nhơn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất vào năm 2022 thì rõ ràng là xã An Nhơn chúng ta đều biết là có rất nhiều lợi thế về sản xuất lúa nếp quýt và đời sống của người dân trong nhiều năm trở lại đây thì cũng có nhiều đổi thay tích cực. Nhưng tiêu chí để mà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất là không dễ dàng. Có phải như vậy không ạ? Vâng, thưa chị Thúy Vi, đối với việc xây dựng xã nông thôn mới của xã An Nhơn thì xã An Nhơn á là đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Đấy.
Và để xây dựng cái xã An Nhơn là đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất trong năm 2020, thì qua khảo sát đánh giá thì đến hiện nay là về cái tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất thì hiện nay là xã An Nhơn đã đạt 3 trên 4 cái chỉ tiêu trong cái tiêu chí này. Ba cái chỉ tiêu mà đã đạt được của xã An Nhơn đó là cái tỷ lệ hộ mà liên kết tiêu thụ sản phẩm là hiện nay đạt khoảng 32%. Thứ hai là có cái sản phẩm OCOP. Thì hiện nay là xã An Nhơn có cái sản phẩm OCOP là nếp quýt và đạt chuẩn 4 sao. Và thứ ba đó là cái giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích. Thì hiện nay xã An Nhơn là đạt khoảng 105 triệu đồng trên 1 hecta. Còn một chỉ tiêu trong cái tiêu chí kiểu mẫu về sản xuất mà xã An Nhơn chưa đạt, đó là cái tiêu chí về có cái doanh nghiệp đấy, hoặc hợp tác xã hoặc là cái trang trại mà ứng dụng công nghệ cao. Đối với cái tiêu chí này thì Ủy ban Nhân dân huyện sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn có liên quan của huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã để hỗ trợ là các cái hợp tác xã và các cái trang trại trên địa bàn của xã An Nhơn để tổ chức ứng dụng và đạt được cái tiêu chí này trong năm 2022. Tuy nhiên đối với xã An Nhơn sẽ không thể không chỉ có mà tập trung để nâng cao cái tiêu chí để đạt nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất, mà phải đồng thời là tiếp tục nâng cao cái chất lượng các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn tiếp theo thì huyện Đà Tẻ của chúng ta đặt mục tiêu là huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Thế thì thưa ông Đinh Viết Bảo, mục tiêu này liệu rằng có khả thi hay không ạ? Vâng, thưa chị Thúy Vi, trong cái giai đoạn 2021-2025 thì huyện Đà Tẻ là đặt mục tiêu sẽ xây dựng và đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường nông thôn vào năm 2025. Điều này, cái mục tiêu này ấy, là xuất phát từ cái điều kiện cũng như cái yêu cầu thực tiễn của huyện. Vì cái xây dựng nông thôn mới nói chung và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng thì phải đúng với cái chủ trương quan điểm đó là nông thôn là nền tảng, cơ cấu lại nền nông nghiệp là căn bản và nông dân là chủ thể. Đối với huyện Đà Tẻ, để thực hiện đạt cái mục tiêu này thì vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, huyện ủy Đà Tẻ đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn vào năm 2025. Nghị quyết đã xác định các cái nhiệm vụ, giải pháp cũng như cái lộ trình để rất cụ thể trong từng cái lĩnh vực của từng cái địa phương để thực hiện. Và trên cơ sở đó thì Ủy ban Nhân dân huyện Đà Tẻ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và cả giai đoạn để triển khai thực hiện đạt cái mục tiêu đề ra. Do đó tôi tin tưởng rằng huyện Đà Tẻ cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong huyện thì sẽ đến năm 2025 sẽ đạt được cái mục tiêu đề ra là huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn. Vâng, chúng ta đều kỳ vọng như thế. Và trong giai đoạn có rất nhiều biến chuyển như hiện nay thì ông Đinh Viết Bảo có suy nghĩ như thế nào về nhận định rằng là quá trình xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương thì cần phải thay đổi cách tiếp cận để đi vào chiều sâu thì mới tạo nên tính bền vững. Đối với thực tế tại huyện Đà Tẻ chúng ta thì sao ạ? Vâng, thưa chị Thúy Vi, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua có thể nói là đã mang lại những thành tựu hết sức to lớn, làm chuyển biến căn bản cả về kinh tế, xã hội cũng như cái môi trường ở nông thôn, và xây dựng được các cái phong trào cũng như phát huy được các cái nguồn lực trong nhân dân để phục vụ lại cho người dân ngày một tốt hơn. Tuy nhiên trong cái quá trình phát triển sẽ kéo theo nhiều cái vấn đề hết sức khó khăn, thách thức mà cần phải giải quyết. Chẳng hạn như là các cái vấn đề về quy hoạch, quản lý quy hoạch ở nông thôn, rồi vấn đề về hội nhập và phát triển kinh tế gắn với cái kinh tế số trong giai đoạn hiện nay. Rồi cái vấn đề về cái chênh lệch cái điều kiện giữa ở các cái vùng trung tâm với các vùng sâu, vùng xa. Đấy. Và đặc biệt đó là cái vấn đề về môi trường trong sản xuất và môi trường trong cuộc sống của nhân dân. Có thể nói là nếu mà không tính toán được dài hạn và
căn cơ, thì việc giải quyết những cái hệ lụy dẫn đến trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn tiếp theo sẽ hết sức khó khăn. Chính vì điều đó cho nên tôi nghĩ rằng mỗi địa phương thì cần phải thay đổi cái cách tiếp cận xây dựng nông thôn mới, thì phải đi vào chiều sâu để đảm bảo tính bền vững. Và cơ quan quản lý thì cần làm tốt các cái công tác như là cái công tác xây dựng quy hoạch thì phải mang tính tầm nhìn dài hạn. Và trong quá trình thực hiện thì cần phải thường xuyên rà soát để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cái giai đoạn cụ thể. Hai nữa là đối với cái việc xây dựng mà cái hạ tầng cơ sở ở nông thôn thì chúng ta cần phải thực hiện xây dựng một cách đồng bộ, không thực hiện chắp vá và vừa làm xong lại phải sửa, sẽ làm cái lãng phí các cái nguồn lực. Về sản xuất thì phải đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường và chúng ta phải tuân thủ được các cái quy chuẩn cũng như các cái tiêu chuẩn không những ở trong nước mà của cả quốc tế. Vân vân, và có rất nhiều các cái vấn đề khác liên quan đến các cái nội dung mà trong cái thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo thì chúng ta phải có cái tính toán để thực hiện. Và đặc biệt là cái phát triển kinh tế thì phải gắn liền với cái bảo vệ môi trường sản xuất và môi trường sống ở nông thôn. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ có phát triển ổn định và bền vững hơn. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ. Thưa quý vị khán giả, mục tiêu đặt ra là huyện Đà Tẻ sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, thì chúng ta cần phải tập trung mọi nguồn lực để ngay từ năm đầu nhiệm kỳ để có thể hoàn thành được mục tiêu này. Thế nhưng năm 2021 thì đã trôi qua, nhưng mục tiêu này vẫn còn khá xa vì nhiều nguyên nhân. Mới đây, huyện Đà Tẻ đã có nghị quyết số 12 về xây dựng huyện Đà Tẻ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn vào năm 2025. Theo đó, huyện đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 như 8 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 4 trên 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, sản xuất, 100% xã có khu công viên mở, 50% tuyến đường giao thông được trồng cây xanh, v.v. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình triển khai thực hiện, thì tới thời điểm này huyện cũng gặp những khó khăn nhất định. Cụ thể là tới thời điểm này thì Trung ương và các bộ ngành cũng chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí kiểu mẫu đối với cấp huyện. Cho nên nó là tại địa phương thì cũng đang lúng túng trong việc định lượng các cái chỉ tiêu này để xây dựng nông thôn mới. Rồi đối với vấn đề môi trường ấy, cũng cần phải có đầu tư những cái nhà máy xử lý rác tập trung để đảm bảo cái công suất thu gom và cái việc phân loại xử lý rác được tốt hơn. Mặc dù đã có mục tiêu tổng quan, thế nhưng hiện vẫn chưa xây dựng được bộ đánh giá tiêu chuẩn một cách chi tiết để trên cơ sở đó phân tích, xếp loại từng tiêu chí cụ thể về xây dựng huyện Đà Tẻ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn vào năm 2025. Vâng ạ, chúng tôi muốn lắng nghe suy nghĩ của ông Đinh Viết Bảo sau khi theo dõi ghi nhận vừa rồi. Thưa chị Thúy Vi, cái mục tiêu đến năm 2025 thì huyện Đà Tẻ sẽ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn. Và đó là cái định hướng nền tảng trong phát triển của huyện Đà Tẻ trong thời gian tới. Để thực hiện đạt cái mục tiêu đó thì có rất nhiều cái nội dung mà cần phải làm trong cái phạm vi cả cấp xã và cấp huyện. Các cái nội dung công việc cần phải lượng hóa bằng những cái số con số cụ thể, việc nào cần làm trước, việc nào làm sau, rồi là cái tổ chức thực hiện như thế nào, tập trung vào nguồn lực, vào vấn đề gì, cũng như huy động cái nguồn lực ra sao. Đấy. Như phóng sự đã nêu á, thì đến thời điểm này thì Trung ương chưa ban hành cái bộ tiêu chí về nông thôn mới, đặc biệt là cái bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của giai đoạn 2021-2025. Vì vậy cho nên các cơ quan chuyên môn cũng đang gặp khó khăn, lúng túng trong cái việc mà lượng hóa các cái nội dung để triển khai tổ chức thực hiện. Tuy nhiên huyện Đà Tẻ thì không chờ đến khi mà Trung ương ban hành cái bộ tiêu chí mới tổ chức thực hiện, mà quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Đà Tẻ vẫn liên tục diễn ra trên cái cơ sở là nâng cao các cái tiêu chí nông thôn mới cấp xã và cấp huyện.
Ngay trong năm 2021, huyện Nà Thẻ cũng đã bố trí một số nguồn kinh phí để xây dựng 3 cái công viên mở ở trên địa bàn của 3 xã là xã Đà Lây, xã Mỹ Đức và xã Quốc Oai. Các cái phong trào ở nông thôn thì tiếp tục được đẩy mạnh như trồng cây xanh dọc các cái trục đường, rồi trồng cây cảnh quan, trồng cây hoa và thảm cỏ, cũng như là thực hiện các cái mô hình dân vận khéo để xây dựng cảnh quan trên các nơi công cộng, rồi các cái trụ sở cơ quan, các trường học. Và đến thời điểm này thì các cơ quan chuyên môn ở huyện Đà Thẻ cũng đã hoàn tất các cái thủ tục để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận 2 xã trên địa bàn của huyện Đà Thẻ là đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là đề nghị công nhận xã Quốc Oai đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, và đề nghị công nhận xã Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường. Cái những cái phần việc mà đã thực hiện trong năm 2021, đó là những bước đi đầu tiên và sẽ góp phần để huyện Đà Thẻ thực hiện hoàn thành cái mục tiêu là đến năm 2025 thì huyện sẽ đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn. Trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ bắt đầu giải đáp các câu hỏi mà các vị khán giả đã gửi về cho chương trình liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đà Thẻ. Đây là câu hỏi được rất nhiều người dân quan tâm. Câu hỏi đầu tiên, trong các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới vào năm 2022 và các năm tiếp theo thì có chương trình cho vay hỗ trợ sản xuất hay chuyển đổi cây trồng cho nông hộ hay không? Nếu có thì xin cho biết cụ thể điều kiện để nhận hỗ trợ là gì ạ? Vâng, thưa chị Thúy Vi, trong các cái nguồn vốn để hỗ trợ mà xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn của huyện Đà Thẻ trong năm 2022 cũng như năm tiếp theo thì không có các cái nguồn vốn, các cái chính sách để hỗ trợ theo cái quy định. Tuy nhiên, đối với cái nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ thực hiện cho vay đối một số các cái đối tượng chính sách, ví dụ như là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, rồi là vốn vay để giải quyết việc làm. Và nếu như hộ dân mà có cái nhu cầu để vay vốn và để thực hiện cái phát triển sản xuất, mua cây con, cây giống thì có thể liên hệ với ngân hàng, phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đà Thẻ, hoặc là liên hệ với các tổ tiết kiệm vay vốn ở các xã, thị trấn để được hướng dẫn cụ thể. Hỏi tiếp theo ạ. Được biết là việc phát triển hệ thống chợ nông thôn mới là một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhưng mà người dân chúng tôi thấy rằng là việc tập trung nguồn lực để xây dựng chợ trong khi nó không mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thì lại thành ra lãng phí. Thế thì suy nghĩ của lãnh đạo huyện như thế nào? Vâng, thưa chị Thúy Vi, có thể nói là theo cái quyết định số 915 đấy, năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thì trong cái tiêu chí số 7 là cái tiêu chí về cơ sở hạ tầng của thương mại nông thôn, thì có cái quy định về cái xã nông thôn mới là phải xã có cái chợ nông thôn hoặc nơi mua bán trao đổi hàng hóa. Vì vậy cho nên hiện nay trên địa bàn của huyện Đà Thẻ đã có 3 chợ. Thứ nhất là chợ Đà Thẻ là chợ trung tâm, có 2 chợ ở xã, đó là chợ Đà Lây ở xã Đà Lây và chợ Triều Hải ở xã Triều Hải. Còn các xã còn lại hiện nay đã có cái nơi, có các cái điểm mua bán để trao đổi hàng hóa. Vì vậy cho nên trong thời gian tới thì huyện Đà Thẻ sẽ không thực hiện xây dựng mới các cái chợ ở trên địa bàn các cái xã còn lại. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những câu trả lời hết sức trách nhiệm và đầy đủ vừa rồi của ông Lê Viết Bảo. Kính thưa quý vị, chương trình đối thoại về cải cách hành chính do Sở Nội vụ và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp thực hiện cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.